và xa vào trong miền Nam, sâu vào trong miền Nam là đồng bằng sông Cửu Long. Viết xuống đồng bằng sông Cửu Long, nghe chưa? Đâu đâu đất nước mình cũng là rồng. Và tôi từ cái phong thủy đấy tôi chỉ cho các bạn biết làm ăn ở đâu, viết xuống đi các bạn, viết xuống đồng bằng sông Cửu Long, viết xuống đồng bằng sông Cửu Long, viết xuống đi. Đấy, một bạn biết là Bạch Long Vĩ là Ngọc Rồng đây này. Đấy, một ông hiểu đấy. Đồng bằng sông Cửu Long, cái đuôi của chín con rồng con. Sông Cửu Long là chín con rồng con nó ve bán, hiểu chưa? Bạn hiểu chưa? Và tất cả những cái yếu tố đó nó không bao giờ bằng câu này. Câu này là câu là tất cả tiền bạc, sự thịnh vượng, sự giàu có đến từ giai đoạn này. Các bạn thả tim đi, tôi nói cho các bạn biết. Tôi nói sau cái đoạn này ai hiểu được nó đều giàu hết. Đây mới là cái mấu chốt của cái buổi live stream ngày hôm nay. Và tôi nói cho các bạn biết, và tôi cũng không việc gì phải giấu, bởi vì tất cả đó là của tổ tiên chúng ta. Chúng ta có quyền chia nhau. Comment xuống điên cuồng đi, tôi nói cho các bạn biết đến cái chương tiếp theo về cái con rồng này này. Đó là Long Thành, hiểu chưa? Khủng khiếp. Long Thành, hiểu chưa? Hiểu cái điều đó không? Đó là Long Thành là hóa rồng. Long Thành là hóa rồng, hiểu chưa? Khi nào mà sân bay Long Thành nó cất cánh thì đó là thời điểm chúng ta hóa rồng. Và các bạn biết không, hàng ngày nó cuộn mù mịt cái khu vực Long Thành. Cái khu vực Long Thành, để các bạn nghe đi, các bạn nghe xuống đây Long Thành đi, viết chữ Long Thành thì chúng ta phân tích cho cái khu vực đó. Cả cái khu vực đó là cái khu vực giàu có thịnh vượng bậc nhất của Việt Nam trong 50 năm nữa. Trong 50 năm nữa, đó là miền đất hứa. Và thực chất là một miền đất linh thiêng. Từ thời Chúa Nguyễn cho đến bây giờ nó đã linh thiêng, đó là miền Đông Nam Bộ. Xung quanh Long Thành là những cái gì? Là Long Đất. Tại vì các bạn ở miền Bắc các bạn không biết. Xung quanh Long Thành là Long Đất, là Long Điền, là Mỹ Xuân, là Phú Mỹ. Bạn cứ dịch ra thì bạn sẽ biết cái tên của nó. Bạn cứ dịch cái tên của nó, bạn sẽ thấy được cái sự phồn thịnh ngời ngời của nó. Long Điền là đất rồng, bạn hiểu chưa? Long Điền là đất rồng, Long Thành là hóa rồng. Lần đầu tiên tôi nói cái điều này trên YouTube. Chỉ điều này tôi chỉ dì tai với những bạn thân, những người bạn Long Hải, chính xác một bạn nói Long Hải. Cách Long Điền một đoạn là Long Hải, biển của rồng, hiểu chưa? Một bạn biết là Long An, nhưng mà tôi đang nói khu vực miền Đông Nam Bộ. Long Hải, Phú Mỹ, Long Sơn, đó tất cả cái khu vực đó nhá. Tại vì các bạn ở miền Bắc các bạn có biết tất cả cái khu vực đó nó đều gắn với cái chữ Long hết, mà đều là đẹp. Long Sơn, đúng rồi, Long Sơn đây này, dầu khí chính là ở cái khu vực Long Sơn này này. Đó. Vậy thì bây giờ tôi nói là Long Địa, Nhơn Trạch, Mỹ Xuân, Cẩm Mỹ, Phước Long, Long Khánh. Bạn đã thấy xu, bạn đã thấy cái sự khủng khiếp xung quanh sân bay Long Thành chưa? Bao nhiêu bạn lần đầu tiên mới nghe thấy một người phân tích khu vực phong thủy đó? Các bạn viết xuống đi, tôi nói cho các bạn biết. Viết xuống đi. Viết xuống đi, tôi nói cho các bạn biết. Mỹ Xuân, Mỹ Xuân là đất đẹp đấy. Đây này, tất cả những bạn ở xa cái khu vực đấy không biết, chỉ có những người nào ở gần khu vực đấy, để tôi nói về phong thủy cho các bạn biết. Khi sân bay Long Thành nó cất cánh, Long Tân, đúng rồi, đấy. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho các bạn biết là bạn biết Long Tân, má mày làm đéo thì có Long Tân, tào lao bị đau. Tôi đang nói chuyện phong thủy đừng có chọc. Bây giờ tôi nói cho các bạn biết này. Ngày xưa tôi làm ở Chợ Lớn này. Bây giờ tôi quay lại cái thời của tôi. Tôi quay lại cái thời của tôi phong thủy nha. Tôi chỉ nói là ai tin thì tin, không tin thì thôi. Cái Chợ Lớn ấy là nó do người Hoa người ta thành lập. Và cái đầu con rồng ấy
Cái đầu của con rồng ở Chợ Lớn ấy, nó nằm ở trên đường Nguyễn Như Học. Cái đuôi của con rồng ấy, cái đuôi của con rồng ve vãn ấy, nó nằm ở cuối của đường Trần Văn Kiểu, à xin lỗi, đường Phan Văn Khỏe. Và cái bụng của con rồng nó nằm ở đường Trịnh Hoài Đức. Cái bụng của con rồng nó nằm ở đường Trịnh Hoài Đức. Cho nên tôi đã, cái cửa hàng của tôi ấy, là khi tôi đặt cái cửa hàng là cái ông, tôi bây giờ tôi nói cái ông thầy phong thủy ông nói đây là bụng con rồng, thằng nào đặt cửa hàng ở đây đều giàu hết. Đó là lý do tôi thuê cái cửa hàng đó, và tôi sẽ không nói cái số cửa hàng của tôi. Ông thầy phong thủy ông nói mày nhìn kỹ nha, người Hoa người ta nhìn thấy hết, cái đầu con rồng nó rất là đẹp, nhưng cái nơi giàu có nhất nó nằm ở bụng con rồng, đuôi con rồng nó xương xấu không ạ. Cho nên đồng bằng sông Cửu Long nó mãi nghèo. Tôi nói thật lòng anh em thông cảm, nó rất là đẹp, nhưng mà nó là cái đuôi. Thế thì cái đầu rồng ấy nó nằm ở Hạ Long thì đương nhiên nó đẹp rồi, nó giàu đẹp rồi, nó thịnh vượng rồi, bao nhiêu cái trái tim của cái đầu, cái mắt long lanh nó là Hà Nội rồi, cái mắt của con rồng Thăng Long nó là Hà Nội. Vậy tôi hỏi anh em, trong cái bản đồ Việt Nam cái bụng con rồng nó nằm ở chỗ nào?